Trước hết thì Quốc Thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài V-Star TV trên văn tầng 57.11 và Galaxy 19 đi toàn quốc Hoa Kỳ và Canada có thể xem chương trình được. Chúc quý vị một ngày vui tươi, hạnh phúc và thật bình an. Thưa quý vị, ở tại miền Nam California, thời tiết không có chê được, rất là đẹp sau những cái ngày Tết đến. Pháo nổ tung trời, lân múa dữ dội, tràng vỗ tay của quý vị nhiều lắm. Quý vị phương xa đến thăm Little Rock Sài Gòn cũng nhiều. Có lẽ rằng là nay đã trở về nơi cư ngụ của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc quý vị nhé. Trong phim trường ngày hôm nay với Quốc Thái, thưa quý vị, Quốc Thái lại mời trở lại Tino Đinh cũng như là Trinity Hồng Thuận để mà đưa đến cho quý vị cái chương trình trước đây đã từng giới thiệu trên làn sóng này rồi. Đó là SBTN Voice. Đây là một cái cuộc thi hát truyền hình trực thực tế rất là lớn ở tại hải ngoại, có lẽ là lần đầu tiên quý vị nhé. Thì ngày hôm nay Quốc Thái lại trở lại để mà nói chuyện với lại hai cô nàng dễ thương này, để cho quý vị biết rằng là sinh hoạt nó đi đến đâu rồi và nó từ từ những cái tiếng hát mà gửi về cho trung tâm nó như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Hello Tino cũng như là Trinity. Hello. Xin chào anh Quốc Thái và xin chào quý vị khán giả của đài V-Star TV. Dạ vâng, và Hồng Thuận cũng xin chào tất cả quý khán thính giả và xin chào anh Quốc Thái. Hello Hồng Thuận, hello Tino. Bây giờ ngày hôm nay khi mà mình trở lại rồi sau cái cuộc phỏng vấn ở tại V-Star cũng như là phổ biến trên mạng xã hội thì tình hình của những người thí sinh đến như thế nào rồi? Chị hello. Chia sẻ những Hồng Thuận đi. Ok. Dạ vâng, thưa anh Quốc Thái cũng như là thưa quý khán thính giả thì sau một cũng 2 tuần ha từ khi mình có cái cuộc phỏng vấn lần trước đến giờ đó thì đã có thêm rất là nhiều thí sinh tham gia ghi danh ở khắp mọi nơi và đặc biệt ở tại Orange County, là có lẽ là cảm ơn anh Quốc Thái cũng như là đài V-Star. Rồi chúng ta cũng có thêm được một số nhà bảo trợ và đặc biệt Hồng Thuận muốn cái đó là quan trọng nhất. Yeah, và đặc biệt Hồng Thuận muốn chia sẻ cái này, bật mí một cái này là có một cái nhà bảo trợ là họ hứa sẽ bảo trợ cho 6 thí sinh vô vòng chung kết một cái dây chuyền kim cương. Wow. Yeah. 6 người. 6 người luôn, 6 cái dây chuyền kim cương. 6 cái dây chuyền kim cương luôn. Dạ. Yeah. Okay, nhưng mà bảo trợ kiểu nào ta? Nghĩa là họ sẽ pick cái người đó hát hay hay là đẹp hay là phong cách trình diễn tốt rồi bắt đầu họ sẽ đưa người đó vô hay là sao? Thì 6 thí sinh như là chúng ta có nói qua đó là cuộc thi sẽ có 6 thí sinh còn lại để vô cái vòng chung kết. Đấy. Thì 6 người mà vô vòng chung kết sẽ được 6 cái dây chuyền kim cương thưa anh. Quý vị nhớ nhá, những người nghệ sĩ ở ngoài kia chưa bao giờ thi trong trung tâm Asia là SBTN thì vẫn được tiếp tục thi. Đúng rồi. Nếu mà đã thi rồi vẫn được thi trừ khi mình đã từng thắng giải nhất. Như vậy là còn dễ dàng hơn nữa thưa quý vị. Liên lạc với lại sbtnvoice.com để biết thêm chi tiết quý vị nhé. Hoặc là 7146361121, 6361121. Rồi, còn em bây giờ phải nói về cái vấn đề giải thưởng như thế nào, có thay đổi gì không? Ngoài cái 6 cái dây chuyền kia. Dạ thưa anh, là giải thưởng thì mình vẫn có 10.000 đô la cho 3 người thắng giải nhất của 3 thể loại nhạc. Đấy. Và 3 thể loại nhạc nói luôn. Dạ thưa anh, là nhạc bolero quê hương. Đấy. Nhạc trữ tình và nhạc pop là nhạc trẻ đó. Ok. Dạ. Nào cái trẻ với cái trữ tình hai cái nó cũng hơi lẫn lộn với nhau thì làm sao đấy? Dạ thưa anh, là cái em hiểu ý nói hả? Dạ. Ok. Dạ. Cái thể loại này, cái trữ tình thì nó hơi mang cái âm hưởng là lớp son hơn, còn nhạc pop thính phòng nữa. Dạ, thính phòng, còn nhạc trẻ ở đây mình nói là những cái dòng nhạc mà gần đây mình du nhập được từ những cái văn hóa Mỹ, rap, hip hop. Nghĩa là nó fast the beat đó, đúng không? Đúng rồi. Okay. Nhạc dance vân vân. Consider là nhạc trẻ. Nào bây giờ em còn muốn nói gì thêm trước khi anh đặt câu hỏi nè? Dạ em chỉ muốn nói là cảm ơn các nhà tài trợ một lần nữa. Ngoài những cái mà như chị Trinity vừa mới bật mí thì cũng có thêm rất nhiều quà tặng trong từng cái vòng thi cho những cái thử thách mà các thí sinh mà thắng cái thử thách đó. Nhưng cũng mong muốn quý vị là vẫn tiếp tục ủng hộ và liên lạc để bảo trợ cho chương trình, bởi vì đây là chương trình đầu tiên mà tụi em là những người trẻ đứng ra làm từ đầu tới cuối, cho nên là rất là cần cái sự support và ủng hộ từ cộng đồng của mình. SBTN Voice quý vị nhá, đó là cái chương trình thi hát truyền hình thực tế lớn nhất ở tại hải ngoại trong những năm tháng vừa qua, có lẽ rằng là từ cái ngày mà 1975 cho đến bây giờ đây cái lớn nhất. Hồng Thuận cho anh hỏi cái này nào, nếu mà bây giờ một người mà họ hát được, họ thâu vào video hay là audio, phải video. Cả bốt luôn phải không? Dạ, video thôi. Video và audio together đúng không ạ? Dạ, đúng. Thì rồi, khi mà họ đâu có biết rằng là cái này là trữ tình hay là quê hương hay là bolero hay là pop thì nó như thế nào, ai sẽ là lo cái vấn đề đó? Dạ vâng, thì thường thường đó khi mà chúng ta đi hát thì chúng ta cũng có một cái dòng nhạc nào đó chúng ta thích đúng không ạ? Hoặc là theo đuổi. Thì mà khi
Cho nên khi mà các bạn ghi danh á, thì các bạn có thể chọn một cái dòng nhạc mà mình muốn theo đuổi, như là dòng nhạc pop, nhạc trẻ hay là nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero. Nhưng mà cũng các bạn cũng không cần thiết phải chọn một cái dòng nhạc nào hết. Nếu mà mình vẫn chưa quyết định được là mình muốn theo đuổi dòng nhạc nào thì mình cứ ghi danh trong cái phần undecided, có nghĩa là mình chưa quyết định được. Dạ, và ban tổ chức sẽ làm công việc đó cho họ. Và sau đó những người chuyên môn trong ban tổ chức sẽ làm cái công việc giúp họ để mà hướng họ theo một cái dòng nhạc nào đó mà thích hợp với cái giọng hát của họ. Cái lý do mà cô Thái hỏi là tại vì nhiều khi bây giờ quý vị biết những cái bài nhạc chi chẳng hạn như là Boston là 3-4 bây giờ chuyển lại hòa âm lại trở thành bolero. Đúng rồi. Thì cái đó nó sẽ trở thành là trữ tình hay là bolero. Nobody know, đúng không? Rồi nếu mà quý vị không biết được cũng dễ dàng lắm. Quý vị cứ việc thâu vào trong đó hòa âm loại mới cũng được. Thì ban tổ chức sẽ có những người chuyên môn về cái đó là sẽ làm là bỏ vào cái category nào, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, và bây giờ nếu mà liên lạc thì bắt đầu liên lạc như thế nào đây? Cách nào để mà liên lạc và ghi danh? Dạ thưa anh, là có đầy đủ thông tin về thể lệ cuộc thi cũng như cách ghi danh ở trên website của chương trình. Thì nó xin được nhắc lại với sure, các please. Bạn là www.sptnvoice.com. Rất là đơn giản, và trên website này là nó có tiếng Anh và tiếng Việt nữa. Cho nên mọi người trên 18 tuổi, kể cả các bé mà nói tiếng Việt chưa có rành, không biết nói tiếng Việt thì cũng vẫn có thể tham gia. Và lên website điền đầy đủ thông tin, nộp hai bức hình. Hai tấm hình. Hình bán thân và hình tàn thân. Ồ. Oh. Dạ. Bán thân. Bán thân. Nghe xấu hả? Có hình nào mà mua thân nó cũng được á. Sao nữa? Dạ, và gửi một cái link là về cái video music của mình. Thì cái này có thể là một cái YouTube link, hoặc là mình một cái video file mà mình post lên những cái server để chú nó được, giống như là Google Drive hay là Dropbox như vậy. Mình gửi về cho chương trình. Nếu như mà quý vị nào gặp cái vấn khó khăn trong cái việc mà upload những cái video file lên Dropbox hay là YouTube, thì quý vị có thể gửi cái music file đó, MP4 hay là MOV đó về email của chương trình cũng được để bổ sung. Xin bổ sung thêm đó là chúng ta không cần một cái video nó chuyên nghiệp gì hết. Nó có thể là một cái video mình đang đứng hát trong một cái sân khấu nào đó, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, hoặc là một cái video mình tự quay cũng được. Bằng cái iPhone của mình. Bằng cái iPhone của mình cũng được luôn. Dạ. Nhưng mà Đen, em nghĩ cái đó ban tổ chức sẽ chấm cái hình ảnh, cái âm thanh, cái đó nó có thể là một cái gì đó mà nó negative cho cái người người thâu cái đó không? Em hiểu ý nói không? Dạ, đúng rồi. Em một người mà chuyên môn thâu thì nó sẽ thay nó đẹp hơn, âm thanh nó rõ ràng hơn. Đang một người cầm cái đó thì cái đó nó có bị cái problem không? Dạ, em thì em theo dõi những cái người mà huấn luyện viên họ nghe qua những cái hồ sơ của thí sinh, thì em lại thấy là nhiều khi mình hát một cách mộc mạc mà mình cho thấy cái giọng hát thật của mình, nó lại là một cái lợi thế hơn là những người đã thâu trước lip sync hay là hát trên sân khấu. Dạ. Thì như vậy thì những bạn mà thâu trong studio thì nó khó hơn cho các huấn luyện viên và giám khảo khi mà nghe, thì họ nói là ồ cái này là có can thiệp rồi. Nhưng mà những nhà chuyên môn thì họ có một cái nhìn rất là hay mà em và Trinity, những cái người mà không trong chuyên môn không biết được, nhưng mà họ nghe vô là họ biết được giọng này là tốt hay là không tốt và có đi xa được tới đâu. Đúng rồi. Khi nghe là các nhà chuyên môn biết hết. Rồi ý của em nói là có sao làm vậy người ơi, đó phải đừng rất là đừng có lo ngại gì là cái gì vô hết đó, để cho người ta biết được là cái thật của mình, đúng không ạ? Nào bây giờ hồi nãy có nói huấn luyện viên, let's talk about huấn luyện viên, let's talk about ca sĩ ở trong đó, những người mà có thể hỗ trợ cho những tiếng hát này bay xa hơn. Nói về phần đó chút xíu nào. Ok, em đi Hồng Thuận. Dạ, ok rồi. Thì cái cuộc thi này nó có một cái điều nó rất là đặc biệt hơn những cái cuộc thi khác mà chúng ta đã thấy trong cộng đồng của chúng ta, đó là chúng ta sẽ có 3 dòng nhạc, 3 thể loại khác nhau, thì sẽ có 6 người huấn luyện viên sẽ đi theo sát những thí sinh để mà hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh trong vấn đề mà về kỹ năng hát này nọ đâu vậy, cũng như là nhiều những cái kỹ năng khác nhau, thì sẽ có 6 huấn luyện viên, và cộng thêm đó chúng ta sẽ có rất là nhiều những vị khách mời là những ca sĩ gạo cội, những nhạc sĩ rất là có tên tuổi trong cái làng âm nhạc Việt Nam cũng sẽ tham gia luôn thưa anh. Hay quá. Dạ. Em có thể nêu ra một số cái tên tuổi anh chị em nghệ sĩ trong đó không? Dạ, thì 6 cái người huấn luyện viên mà sẽ cộng tác với chương trình và đi theo sát thí sinh, thì trong đó mình đội nhạc trẻ là mình có Đoàn Phi với Mai Thanh Sơn. Đây, beautiful, hai người rất dễ thương. Rồi đội bolero thì mình có nhạc sĩ Trúc Sinh cũng như là ca sĩ Quốc Khanh. Quốc Khanh hát bolero hay không? Quốc Khanh là cái người producer cho bolero.
anh viết Hoàng Thục Linh đúng không, ca sĩ Hoàng Thục Linh là do một tay anh Quốc Khanh là cái người mà bà xã dạ bà xã của Quốc Khanh là một tay Quốc Khanh là hướng dẫn Hoàng Thục Linh theo cái dòng nhạc đó. Rồi về cái dòng nhạc trữ tình thì mình có ca sĩ Nguyên Khang cũng như là nhạc sĩ Sĩ Đan. Thì đó, rồi ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều khách mời khác như là dự định là có cô Hoàng Oanh, cô Thanh Thúy, ca sĩ Tuấn Vũ, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Ngô Thụy Miên vân vân, rất là nhiều những ca nhạc sĩ khác sẽ tham gia. Em muốn bổ túc thêm không Tina? Dạ, ngoài những ca sĩ như chị Trinity nói rồi thì mình cũng mời thêm, cũng là huấn luyện viên nhưng mà không phải về music, không phải về âm nhạc, nhưng mà về hình ảnh. Make up, fashion, dance. That's good. Ok, nào, còn cái chuyện mà khi mà cái phong cách trình diễn trên sân khấu, cái đó nó là một cái điểm để cho thắng cái giải hay không? Hay là chỉ có voice như là mình nói vậy thôi? Dạ, cái này thì em xin trả lời trước. Mời em. Dạ, bởi vì cuộc thi, ngay tên của cuộc thi nó là SBTN Voice rồi. Là tiếng hát. Cái tiếng hát là cái quan trọng nhất. Đấy. Người phải có tiếng hát sẽ là người đi xa nhất và được cái phần điểm mà dành cho phần hát sẽ là cao nhất. Nhưng mà một người ca sĩ thì họ phải hội tụ đủ mọi cái yếu tố khác nữa. Chiến thắng thì chỉ có một người thôi. Tùy vào cái sự may mắn, cái sự thể hiện của mình trong cái thời gian đó. Cho nên chưa chắc là cái người mà vô mà hát hay nhất rồi cứ tưởng là mình đi hát nhiều hơn mọi người thì sẽ thắng, chưa chắc, là bởi vì trong cuộc thi đó sẽ có rất là nhiều người lột xác. Quý vị biết không? Chụp hình bán thân và vô đó sẽ lột xác. Nghe sung sướng đấy. Không thật. Sẽ có một nhiều người bảo rằng là tôi có giọng hát hay nhưng mà tôi hơi ủn ỉn tí xíu thì có được không? Cái đó như thế nào? Nên đi không? Ra đây là một số những cái trường hợp mà Hồng Thuận cũng có nhiều, một số cô, một số anh chị em có gọi cho Hồng Thuận và hỏi cái câu hỏi y chang như anh Quốc Thái vừa mới nêu ra là cô cũng hơi tròn tí xíu, không biết là cô tham gia có được hay không. Thì Hồng Thuận nói là không sao đâu cô, cô cứ việc thoải mái ghi danh và thử sức mình đi, tại vì khi mà chọn ra, nếu mà cái người đó có cái giọng hát thật sự hay thì họ rất là xứng đáng để lọt vô cái vòng trong, chứ không phải là vấn đề ngoại hình. Thì cái ngoại hình nó chỉ là một cái vấn đề rất là yếu thôi. Cái thứ yếu thôi thì đó. Cho nên bây giờ size nào mình cứ ghi danh thoải mái. Anh bảo đảm mà được người đô đó rồi mà lên sân khấu tự nhiên cái người nó họ đi họ làm cho nó nhỏ lại lên, nó thon lại lên. Thời đại này đúng không anh? Đó. Dễ dàng. Đúng rồi. Quá dễ luôn á. Hỏi như vậy nè, là cái quan trọng nhất mà là hey, tôi vô cái này, tôi ghi danh có tốn tiền không vợ? Dạ thưa anh, là không tốn tiền vui quá luôn. Mà không những không tốn tiền, khi mà những người ở xa ghi danh về đây á, và nếu mà được chọn vào cái vòng kế tiếp á, mà về lại đài truyền hình SBTN và California thì sẽ được bao ăn và ở trong suốt 3 tuần luôn. Sướng vậy? Dạ. Bao ăn và ở luôn, suốt 3 tuần lễ luôn. Suốt 3 tuần luôn. Chung với nhau nữa. Nhà trong một căn nhà có đầy đủ mọi tiện nghi, mọi người sinh hoạt, giao lưu với nhau, chia sẻ thì như nhớ nhà. Thì cũng có bạn của mình ở bên cạnh. Vậy có bạn mới nữa, gặp bạn mới nữa ha. Nhiều khi tình cảm tự nhiên nó sinh sôi nảy nở đó nữa ha. Anh vô làm thêm game show về tình yêu. Bảo đảm là chắc chắn là ăn liền á. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì Quốc Thái đang nói chuyện với lại hai người bạn rất là dễ thương từ SBTN Voice, đó là Tino Ding và Trinity Hồng Thuận, đến để chia sẻ tất cả những cái sinh hoạt cho cái chương trình SBTN Voice. Mà nếu mà quý vị nào mà muốn tham dự chương trình này, thấy excited quá, thấy mình có muốn show off cái giọng hát của mình, muốn lên TV, muốn cho nổi tiếng, thưa quý vị, và đây là cái sân chơi rất là tốt để mà mọi người chúng ta có thể tham gia. 28 tháng 2 là ngày cuối cùng để mà ghi danh. Còn nếu mà quý vị không có ghi danh đúng vào ngày 28 tháng 2 thì that's it, có thể next year hoặc là hẹn một lần sau nữa. Uổng lắm thưa quý vị, bởi vì lần đầu tiên là cái mình nhiều kỷ niệm nhất trong cái chương trình này. Ok, thì và ngày hôm nay em có thể nói thêm về vấn đề ghi danh trở lại đi, để cho mọi người thấy cảm thấy comfortable, thoải mái để ghi danh. Ok, mời Hồng Thuận đi. Dạ vâng, thì cái vấn đề ghi danh nó cũng đơn giản như hồi nãy là Tino cũng có nói qua, là chúng ta chỉ cần 18 tuổi trở lên thôi và không có cái giới hạn của tuổi bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Và muốn ghi danh thì chỉ cần lên cái trang website của SBTN Voice, đó là www.sbtnvoice.com, và bấm vô chữ ghi danh, mình điên vô cái hồ sơ, rồi mình kèm thêm hai tấm ảnh
bản thân với lại toàn thân. Dạ, và sau đó là một cái video, có thể là file hay là một cái YouTube link gì đó, và kèm theo, chỉ như vậy thôi. Và không tốn bất cứ một lệ phí nào. Zero money, quý vị nha. Zero. Khi mà vào sâu thật là sâu, có tốn tiền luôn không? Dạ, không luôn. Không luôn. Dạ, và sẽ càng được nhiều những cái tặng phẩm của người bảo trợ nữa. Quý vị biết là trước đây đó thì có nhiều cái chương trình mà mở ra để cho mời vô để cũng như thi như vậy. Nhưng mà cứ mới đầu thì vài chục đồng bạc, cái từ từ vô sâu, cái tự nhiên mấy trăm đồng, rồi lên mấy ngàn đồng, thì cái đó nó quá ư là uổng đi quý vị nha. Đây là zero từ đầu cho đến cuối, cũng zero money bỏ vào. Thành ra tại sao không đi thử quý vị ha? Mà tuổi tác thì không thành vấn đề, già trẻ lớn bé, vô cho vui. Đó, cái đó quan trọng nhất. Bây giờ đến em, cần phải có tiền, tài chính cho trung tâm, cho ban tổ chức để mà làm công việc này. Em kêu gọi đi. Dạ, một lần nữa thì Tino cũng chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ đã giúp đỡ cho chương trình ngay từ những ngày đầu tiên. Chương trình thì hiện nay cũng đang cần rất là nhiều sự bảo trợ về phần ăn cho thí sinh, về các tặng phẩm, mọi thứ đều về tiền mặt nữa. Mọi thứ đều có thể giúp đỡ trang trải để trả cho các anh chị em, và cũng có thể là giúp đỡ cho thí sinh của mình khi đến California họ được tạo đủ mọi cái điều kiện để mà chỉ có thi thố tài năng và học hỏi thôi, chứ không phải lo về những cái vấn đề khác. Như anh cũng nói là cuộc thi này mình không có phải vô vòng sau mình phải thêm tiền, thì cuộc thi của chúng ta cố gắng quay hình trong vòng 2 tuần để các bạn có thể sắp xếp được cái thời khóa biểu của mình. Ví dụ các bạn đi học hoặc là phải đi làm á, thì không có nhiều thời gian để mà tới đây hy sinh cả nửa năm trời để mà thi. Ví dụ như vậy, đó là những cái nỗ lực mà ban tổ chức cố gắng thực hiện. Và rất mong quý vị hãy liên lạc với lại chương trình qua email hoặc là số điện thoại như anh Quốc Thái vừa mới nói lúc nãy. Và tiếp tục ủng hộ cho chương trình. Dễ thương quá. Dạ, vâng. Thưa quý vị. Và Hồng Thuận cũng muốn bổ túc tí xíu, đó là kỳ này đó ban tổ chức các anh em trẻ cũng muốn làm một cái chương trình nó rất là chuyên nghiệp, và nó như là một cái chương trình truyền hình thực tế theo kiểu như là Mỹ, cho nên tụi này cũng có nói chuyện với nhiều những cái nhóm quay, những người đạo diễn mà trong dòng chính, họ đã từng làm những cái chương trình rất là lớn như là Victoria's Secret Show, hay là những cái chương trình mà về truyền hình thực tiễn như là The Voice của Mỹ, thì đang trong vấn đề làm việc và nói chuyện với nhiều những cái nhóm với lại đạo diễn như vậy. Cho nên mình muốn làm một chương trình hay, một chương trình chuyên nghiệp như là của Mỹ, thì mình làm sao phải có cái tài chính cho nó đủ. Và đó cũng là một cái khó khăn rất là lớn cho ban tổ chức. Thì qua cái lời của Tino thì Hồng Thuận cũng muốn kêu gọi quý vị là nếu mà quý vị có thể hỗ trợ được bất cứ mặt nào thì xin quý vị hãy hỗ trợ. Còn nếu không thì hỗ trợ tinh thần cũng được. Hay quá. Dạ. Giờ em cho anh cái số đi, anh thấy chương trình này hay quá, anh ký cái chắc liền nha. Ký cho Trinity Hồng Thuận. Quý vị ơi, hãy hỗ trợ cho cái chương trình này, cho các em bạn trẻ được thành công để rồi có năm thứ hai, năm thứ ba, và trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cái vườn hoa âm nhạc sẽ được nổi dậy hơn nữa, nhiều tiếng hát hay nữa, mà chính những tiếng hát này sẽ làm cho cái vườn hoa đó tốt đẹp, và chính những tiếng hát này sẽ làm cho quý vị cái cuộc sống nó vui hơn bởi vì những lời ca tiếng nhạc, quý vị nhé. Xin quý vị ủng hộ cho SBTN Voice để làm công việc này, ủng hộ cho Trinity Hồng Thuận, ủng hộ cho Tino Đinh để mà có thể dễ dàng làm việc. Câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay là cái câu hỏi giờ phút này khi nói chuyện với anh ở đây với khán giả của anh là đã được bao nhiêu trăm thí sinh rồi? Dạ, hiện giờ là mình có hơn 300 thí sinh ghi danh. Yeah, 300 rồi. Yeah. Năm mũi đầy đủ rồi phải không? Và trên rất là nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới, và hơn 50% là từ Việt Nam luôn. Wow. Mà có hơn 50% từ Việt Nam luôn. Tại vì Việt Nam mình cộng đồng người Việt ở Việt Nam nó nhiều hơn thì phải có nhiều nhân tài hơn, thì nó cũng khá rõ ràng. Nhưng mà mình có những người đến từ Nga, từ Đan Mạch, từ Úc, từ Pháp vân vân, rất là nhiều. Sao thế em? Ở vùng này thì sau khi mà cái chương trình phỏng vấn với anh đó thì tụi em có thêm rất là nhiều thí sinh từ vùng này luôn. Dạ vâng, quý vị ơi. Cảm ơn anh Quốc Thái rất là nhiều. Quý vị ơi, để cho cái biết rằng là V-Star TV mạnh đó, là nhiều người biết tới đó, quý vị phải go ghi danh để rồi 50%, hơn 50% của tổng số thí sinh đó là của On Sao TV. Hay á, đúng không? Yeah. Vậy mới là độc đáo. Thì thưa quý vị, đây là cái nôi của người Việt Nam của chúng ta, thành ra tham gia cho đông, cho nhiều quý vị nhá. Khán giả là người Việt Nam đây sẽ ủng hộ cho mình. Đây, em có muốn nói gì thêm trước khi mình chia tay ở đây không? Dạ thưa anh, là em muốn nhắc tới quý vị mà đang muốn ghi danh thi, bởi vì mình chỉ còn 2 tuần nữa, ngày 28/2, 2 tuần hay là dưới 2 tuần chứ. Chưa đầy 2 tuần nữa là hết hạn rồi. Ngày 28/2, ngày cuối cùng của tháng 2, cho nên là đừng quên ghi danh nha quý vị. Và khi ghi danh thì
cố gắng kiểm tra lại hồ sơ ghi danh thật là kỹ trước khi nộp. Bởi vì em thấy rất tiếc cho nhiều bạn gửi hồ sơ tới nhưng mà lại không có hình, hay là video để trên YouTube nhưng mà lại quên để nó ở chế độ public. Thì chương trình cũng sẽ trả lời email để liên lạc với các bạn để bổ sung. Nhưng mà khi có quá nhiều đơn ghi danh thì có thể là có thiếu sót, có thể không thể liên lạc được với các bạn. Cho nên là mình make sure là khi mà mình nộp thì nó hoàn hảo để mình không có bị mất cái cơ hội mà hồ sơ nó không hợp lệ. Ok. Cảm ơn Hồng Thuận, cảm ơn Tino rất nhiều, cảm ơn quý vị khán giả và mong rằng là vài giây phút vừa qua đã đưa đến cho quý vị đầy đủ những thông tin về cái sinh hoạt của SBTN Voice. Và nếu mà quý vị nào còn thắc mắc hơn nữa, và cũng thấy biết chắc chắn là quý vị có, thì xin quý vị liên lạc với sbtnvoice.com hoặc là số điện thoại là 714-636-1121 quý vị nha, 636-1121 để biết thêm chi tiết. Cũng thấy cảm ơn hai người đẹp rất nhiều đã đến đây để chia sẻ, và chắc chắn là chúng ta sẽ cố gắng để thành công công việc này. Yes. Mời các em. Dạ, yeah, rồi Hồng Thuận rất là cảm ơn anh Quốc Thái cũng như là Đài V-Star cho tụi em có cơ hội đến đây. Và như là Tino có nói hồi nãy, đây là một cái dự án đầu tiên mà các em là những người trẻ muốn làm để đóng góp vào cái nền âm nhạc, để phát triển và bảo tồn những cái hay, cái đẹp của cái văn hóa của người Việt tị nạn mình ở đây. Cho nên rất là mong cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới. Tino cũng xin kính chào quý vị, xin cảm ơn anh Quốc Thái. Và nếu quý vị nào muốn tham gia cùng với Trinity và Tino thì hãy lên website và cái phần nghề nghiệp career để liên lạc với chương trình. Nếu quý vị muốn hợp tác để cùng với ban tổ chức mang đến một cuộc thi thật là ý nghĩa và tốt đẹp. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị khán giả. Một lần nữa số điện thoại 714-636-1121. Đài truyền hình SBTN trân trọng giới thiệu cuộc thi hát SBTN Voice lần đầu tiên và đặc biệt nhất từ trước tới nay của SBTN. Cuộc thi với ba thể loại nhạc trẻ, nhạc bolero quê hương và nhạc trữ tình, với giải thưởng hấp dẫn $10,000 cho mỗi dòng nhạc. Hãy mau mau tham gia để giọng ca của mình được cơ hội vươn cao rạng rỡ và trở thành giọng ca thần tượng mới của nền âm nhạc Việt Nam. Hãy vào website để ghi danh ngay bây giờ. Hạn chót ghi danh là ngày 28/2/2018. Vui lòng vào www.sbtnvoice.com hoặc gọi điện vào 714-636-1121 để biết thêm chi tiết.